trong nội tâm chúng ta. Mà khi mà chúng ta muốn muốn trừ tuyệt ấy, thì chúng ta phải có những cái pháp đối trị. Thì những cái pháp đối trị này đó, nó cả có khả năng tạm thời để mà diệt trừ ba cái tà tư duy này. Thì muốn đối trị với cái dục, muốn đối trị với dục tầm á, là chúng ta phải tu tập cái thiền định. Khi mà tâm mà chúng ta mà đạt đến được đến những cái trạng thái định á, thì chúng ta tạm thời kiểm soát, đè nén, không để cho cái dục tầm nó sanh khởi. Thì cái chi định là cái tâm nó dán áp trên cái đối tượng, cái đề mục, cho nên là lúc đó đó cái tâm nó hoàn toàn vắng lặng, không thể nào có những cái tà tư duy, dục tầm suy nghĩ về những cái để hưởng thụ dục lạc của thế gian. Rồi cái sân tầm thì đấu trị bằng cái chi thiền hỷ. Thì khi mà hỷ nó sanh khởi đó, là nó có một cái trạng thái quan hỷ nó vui, cho nên là nó tạm thời nó đè nén, nó diệt trừ cái sự bực bội, cái sự sân hận bất mãn. Rồi cái khi mà cái lạc á, cái hỷ lạc, thì cái lạc á là nó cũng có sự an vui ở trong tâm, thì lúc đó là nó cũng đấu trị với cái hại tâm, là nó không muốn làm hại các cái chúng sanh khác. Nhưng mà quý vị nhớ rằng á, chỉ khi nào mà mình thực hành thiền định, lúc đó tâm đang định vững chắc, rồi những cái trạng thái hỷ lạc phát sanh, thì nó mới có khả năng đối trị với những cái phiền não này. Chỉ có khi nào mà chúng ta thực hành thiền tuệ, đạt đến đạo quả, thì lúc đó, cái đạo quả mới có khả năng sát tuyệt những cái phiền não. Cho nên á, là chúng ta phải cẩn thận, trong lúc mà nếu mà mình hành thiền, thiền định, mà nếu mà chúng ta tạm thời đè nén, nhưng mà khi mà chúng ta xả thiền rồi đó, trở lại cái đời sống bình thường, trong sinh hoạt hàng ngày, thì coi chừng có những lúc nếu mà chúng ta không khéo kiểm soát cái chánh niệm, tỉnh giác của chúng ta không áp dụng vào cái đời sống sinh hoạt hàng ngày bình thường đó, thì coi chừng những cái phiền não này nó sẽ sanh khởi. Thì bây giờ cũng có những cái phương pháp để chúng ta đối trị ngoài những cái chi thiền, thì chúng ta phải dùng những cái suy tư chân chánh. Chúng ta suy nghĩ về các cái bất thiện, nó là cái gì? Nó là nhân để đưa chúng ta vào khổ cảnh. Nó là những cái nhân đem đến những cái hậu quả khổ đau. Cho nên á, là chúng ta phải kịp thời diệt trừ tất cả những cái nhân bất thiện này. Rồi chúng ta phải suy niệm về cái lợi ích để giữ gìn ngũ giới, bát quan trai giới, thực hành các cái pháp thiện để tránh xa những cái pháp bất thiện. Thì quý vị thấy rằng á, mỗi khi mà chúng ta thực hành một cái giới này, thì
chúng ta diệt trừ những cái mầm móng bất thiện. Khi mà chúng ta tự nguyện gìn giữ cái giới không sát sanh thì chúng ta không gây khổ đau tổn hại, không có đoạt mạng sống của chúng sanh khác. Thì như vậy đó là chúng ta trừ được những cái quan trái, những cái khổ đau. Cho nên chúng ta phải suy tư, suy niệm về những cái đường lối chân chánh để mà diệt trừ những cái tà tư duy. Rồi chúng ta phải phát triển những cái thiện pháp, nhất là tẩy, tức là chúng ta phải thấy kinh tởm ghê sợ tất cả những cái ác bất thiện pháp. Rồi chúng ta thực hành cái pháp xả ly, tri túc. Đó. Thì những cái pháp này đó, để chúng ta có sự tri túc bằng lòng với cái đời sống hiện tại, những cái phước báo của mình đã có, những cái điều kiện mình đã có. Rồi chúng ta có tâm xả ly để mà giúp đỡ những người khác, họ thiếu may mắn hơn mình, để diệt trừ cái dục tâm. Rồi chúng ta phát triển tứ vô lượng tâm, phát triển tâm từ bi hỷ và xả. Thì khi mà chúng ta phát triển những cái tứ vô lượng tâm này đó, là để gì? Nó cũng ngăn chặn, nó ngăn chặn những cái bất thiện pháp, rồi làm cho các việc bất thiện pháp này bắt đầu suy yếu, đi đến diệt trừ. Thì tất cả những cái pháp này đó là trên cái nền tảng của hữu trí tuệ, rồi cùng hai sở hữu là chánh thân và chánh tâm. Thì khi mà chúng ta luôn luôn á suy tư về những điều chân chánh, chúng ta suy tư về những cái điều mà Đức Phật dạy, thực hành trong giới định tuệ, thực hành theo con đường bát chánh đạo. Khi mà chúng ta có sự suy tư chân chánh như vậy đó, rồi hoặc là chúng ta thực hành cái chánh niệm tỉnh giác miên mật tốt đẹp, thì sẽ làm cho cái bất thiện pháp nó không có điều kiện nó sanh khởi, nó suy yếu. Rồi chúng ta cẩn thận luôn luôn phản tỉnh, xem xét cái nội tâm của mình, trong khi đi, trong khi đứng, trong khi ngồi, hoặc trong khi nằm, bất cứ trong oai nghi nào, trong sinh hoạt đời sống hàng ngày, đó. Thì như vậy đó là chúng ta thực hành cái tứ chánh căn. Thì hai cái chi pháp thận trần và trư trần này đó là được nâng đỡ phát triển trên tàm và quý, hay là trí tuệ và chánh thân chánh tâm. Thì chính những cái pháp này đó, ba cái pháp quan trọng này, nó giúp đỡ chúng ta có sự nỗ lực. Rồi nếu mà trong cái lúc mà cái niệm của mình nó chưa mạnh, cái tuệ mình chưa mạnh, có những lúc mình phải suy tư chân chánh, thấy cái tai hại của các ác bất thiện pháp là cái nguyên nhân gây ra những cái khổ đau, đi đến những cái khổ cảnh. Đó. Cho nên từ đó mà chúng ta phải ghê sợ, kinh tởm đối với các cái bất thiện. Nhờ như vậy đó, chúng ta nỗ lực phát triển về cái thiện pháp. Thì hai cái chi pháp và thiện pháp thì chúng ta sẽ
tìm hiểu qua từng tới. Thì bây giờ chúng ta hiểu tường tận về cái thận tầng đó, rồi trừ trần. Rồi bên đó, trong đời sống á, chúng ta cũng phải diệt trừ những cái tâm giải đãi dễ vui, tức là tám cái pháp nó làm cho chúng ta thói quá, như là ảnh hưởng thời tiết, nắng quá, nóng quá tu cũng được, lạnh quá tu cũng được, mưa quá tu cũng được đó. Mà chúng ta trong cái hoàn cảnh điều kiện nào mình cũng phải cố gắng mình tu tập. Rồi bệnh quá, bữa nay luôn cảm quá, quể quải quá tu cũng được, học cũng được. Ăn no quá tu cũng được, đói quá tu cũng được đó. Thì những cái ác pháp này đó, dễ vui này đó, là gì? Nó là cái chướng ngại trong cái đời sống tu học của chính bản thân mình. Nếu mà chúng ta muốn có sự tiến bộ thì chúng ta phải nỗ lực, chúng ta phải diệt trừ những cái chướng ngại này trong đời sống, thì chúng ta mới phát triển, mới tu học cái của mình, mới nó có sự tiến bộ. Bây giờ tới giờ hành thiền, thôi bữa nay làm việc mệt quá rồi, quể quải quá, ngồi thiền không được, thôi để ngày mai ngồi. Rồi bữa nay đáng lẽ vô học pháp mà bữa nay mệt quá, muốn bệnh quá, không thôi không nghe nha. Thì cái tâm dễ vui của chúng ta đó, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, nếu mà chúng ta không có nỗ lực để mà vượt qua đó, thì sao? Nó cản trở, nó lôi kéo mình trở lại để rơi vào những cái khổ cảnh. Chúng ta sở dĩ mà còn trôi lăn ở trong cái dòng sanh tử nè, là vì những cái chướng ngại đó, những cái tà tư duy, những cái suy nghĩ không có chân chánh. Thành ra đó, những cái pháp đó gọi là bát thê thảm, tức là tám cái pháp đó, nó gây cản trở. Nóng quá tu không được, lạnh quá tu không được, đói quá tu không được, sớm quá tu chưa được, trễ quá tu cũng được, rồi no quá tu cũng được, đói quá tu cũng được. Nhưng mà chúng ta phải có sự tinh tấn. Mà bây giờ bữa nay trời nó hơi lạnh, không sao, trời lạnh này mình tu nó còn tốt nữa. Lỡ trời nóng, giờ nóng quá sao? Nóng quá mình sang quan sát cái tâm mình, quan sát coi cái tâm mình đối với cái thời tiết này như thế nào, để mình vượt qua những cái chướng ngại. Trời, bây giờ ăn no quá, tức bụng quá tu cũng được, bây giờ ngồi nó tức bụng, thôi mình đi kinh hành, mình đi kinh hành vận động chút thì nó ra đó, mình ngồi nó không có tức bụng. Đói quá, trời ơi, chưa gì, không có gì ăn hết, đói quá làm sao tu. Bây giờ đói quá thì mình ngồi quan sát vào cái tâm nó cào nhào, quan sát vào cái cồn cào, cái đói ở trong trong cái tâm mình coi nó như thế nào đó. Nếu mà chúng ta có trí tuệ, nếu mà chúng ta có sự tinh tấn thì chúng ta sẽ vượt qua được nó. Còn nếu mà mình dễ vui giải đãi thì sao? Thì bắt đầu đủ thứ nó cản trở đó, nó làm cho mình uể oải, vô ngồi thì giả dụi buồn ngủ, ngồi chi, làm nay mệt quá rồi, thôi ngồi 10 phút 15 phút được rồi, thôi nên giờ nằm xuống đi, nằm xuống mình nằm thiền cũng được mà. Rồi nằm xuống là nhập ngủ thiền liền đó. Thành ra đó, trong cái đời sống chúng ta đó,
Nếu mà chúng ta có sự nỗ lực thì chúng ta sẽ vượt qua. Trong học cũng vậy. Ví dụ có những người, người ta có trí tuệ, người ta học nó nhanh, nó lẹ, rồi cái mình học hoài, học cũng thuộc, mình chán nản. Trời ơi, có bốn câu kệ mà học 3 tháng học chưa thuộc, thôi chán quá, thôi nghỉ tu. bữa nay làm việc mệt quá, xin phép nghỉ tu 5 phút để ngủ cho nó đã. Thành ra đó, nó cứ dụ thị mình, nó cứ cản trở để cho mình giải đãi dễ vui. Để chi? Để nó mới khống chế mình được. Mình mới làm binh tôm tướng cá cho nó được. Còn nếu mà mình có trí tuệ, mình có chánh niệm, mình có sự tinh tấn nỗ lực mạnh mẽ, thì mình vượt thoát khỏi sự kiềm chế, sự kiểm soát của phiền não. Thì lấy ai để mà nó sai khiến, nó điều khiển. Cho nên á, là cái tứ chánh cần này, mà trong những cái pháp mà thận cần trừ cần này á, nó là một cái nền tảng hết sức quan trọng trong cái đời sống tu học của mỗi vị hành giả chúng ta. Nếu chúng ta muốn có kinh nghiệm, muốn có đạt được những cái thành quả tốt đẹp, muốn đạt đến lợi ích, vượt thoát được sự kiểm soát, sự khống chế của phiền não, của ma dương, thì chúng ta phải có sự nỗ lực giống như Bồ Tát vậy đó. Chúng ta nguyện dù cho là máu khô, thân thể này tiêu hoại, cũng không có lùi bước, không thối chí trước các cái thiện pháp. Thì nếu mà chúng ta có cái nguyện mạnh mẽ như vậy đó, thì mới có thể mà đối đầu, vượt qua được các cái phiền não. Còn chúng ta cứ dễ vui, thôi kệ đúng không, tu nhiều ngày nhiều bữa, từ từ tu xiết bù lon quá, ai chịu nổi. Thành ra là sao? Chỉ cần một cái tư tưởng mình dễ vui, giải đãi vậy là sao? Lần là nó kéo chúng ta từ bỏ cái con đường chân chánh để đi theo cái sự sai sử, điều khiển của phiền não. Cho nên ấy, là chúng ta cần phải có sự nỗ lực trong lúc mà chúng ta mới bắt đầu tu tập. Thì chúng ta phải dùng những cái sư tư chân chánh, chúng ta thấy rõ được cái tội lỗi của các cái bất thiện. Nó là cái gì? Nó là những cái nhân đem đến cái khổ đau ngay trong đời sống hiện tại. Và nó là cái nhân để đưa chúng ta rơi vào bốn khổ cảnh. Rồi chúng ta phải có sự kinh tởm ghê sợ nó, nỗ lực lánh xa nó, thực hành những cái pháp để đối trị, như là những cái chi thiền, hoặc là chúng ta phải phát triển những cái pháp trí tuệ, chánh thân chánh tâm, để hướng về những cái con đường chân chánh. Thì Đức Phật cái gì học trong pháp của kinh á, có những điều mà cha mẹ thân bằng quyến thuộc không làm được, tâm hướng chánh làm được đó. Chỉ khi nào mà quý vị có được trí tuệ và cái tâm hướng chánh, chánh thân chánh tâm đó, thì quý vị sẽ cố gắng tách rời. Còn mà nếu mà mình còn dễ đãi, dễ vui, kệ đúng không? Thôi bữa nay nghỉ chút, thôi xin phép nghỉ tu 5 phút đi, để làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ, thì bắt đầu mình bị sự sai khiến của phiền não. Cho nên là chúng ta phải
phải cẩn trọng tu tập một cách miên mật. Mặc dù khi mà chúng ta mệt, cái thân uể oải nghĩ, nhưng mà cái tâm của mình không được dừng nghỉ cái chánh niệm tỉnh giác đó. Thì khi mà chúng ta có sự nỗ lực, chúng ta mạnh mẽ như vậy thì chúng ta mới mới trừ dần được cái mãnh lực của phiền não. Còn nếu mà chỉ cần chúng ta lui sụp dễ vui một chút mà, thì chúng ta sẽ bị nó khống chế, nó sai khiến chúng ta rơi vào cái con đường khổ đau. Thì cũng xin chia sẻ với đạo tràng về hai cái ý nghĩa trong cái phần tứ chánh căn. Là hôm nay thì trong cái phần thân cận, thận cận và trân cận, thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều. Và bây giờ xin cung thỉnh Chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng nhau thảo luận chia sẻ thêm về những cái kiến thức, những hiểu biết trong cái tu tập của mình để đối trị với hai cái pháp này. Và bây giờ thì xin cung thỉnh Chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm với phước báo này. Cầu mong Chư Tôn Đức Pháp Thể Căn An và chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, an vui, tu tập, tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, nhất là thực hành hai cái pháp là thận cần và trừ cần qua cái bài học hôm nay, để kiểm soát kịp thời, dập tắt những cái tà tư duy, phát triển những cái chánh tư duy, phát triển trí tuệ và những cái con đường chân chánh để chúng ta hướng đến những cái đời sống an vui tốt đẹp. Và bây giờ xin mời quý vị. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Và nguyên như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Trang, Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, và con xin kính chào toàn thể đạo tràng, và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh hôm nay đã giảng một bài học cho chúng con rất hay về tứ chánh cần, với hai cái chi đầu tiên là thận cần và trừ cần. Và bạch sư, bây giờ là tới thời gian của chư vị có thể giơ tay lên để hỏi những cái câu hỏi thắc mắc của mình. Còn thấy chưa có ai giơ bàn tay xinh đẹp, như xin xung phong hỏi trước bạch sư. Hồi nãy con có nghe sư dạy cái chỗ là khi mà mình muốn đè nén được cái dục tầm đó bạch sư, thì trong khi mà mình tu thiền định á, thì cái tâm trong cái chi định thì cái tâm của mình sẽ dán áp được trên đối tượng. Khi mà cái tâm vắng lặng thì nó sẽ không có suy nghĩ và cái sự hưởng thụ dục lạc, thì cái đó coi như là một cách để mà trấn áp cái dục tầm. Như vậy sư dạy cái đó là trong chi định. Như vậy là khi mà mình ngồi thiền mà mình tập trung mình thiền, thì chỉ cái lúc đó đó thì cái tâm của mình mới là không có nghĩ đến cái dục lạc, và lúc đó cái tâm mình mới đè nén được. Còn nếu mà mình xuất thiền ra thì mình trở lại như bình thường, không có gì hết. Như vậy thì nó khác với những người tu thiền quán cái chỗ nào bạch sư? Nếu mà như vậy thì chỉ có thiền định là trấn áp được, còn thiền quán thì mình dùng cái niệm mình chỉ thấy nó thôi, nhưng mà thấy thì thấy chứ nó đâu có gọi là trấn áp được, phải không sư? Mà con thấy sư nói cái lúc mà khi mà thực hành thiền quán á, thì chỉ trấn áp được khi mà đạt đạo quả mà thôi. Có nghĩa là mình phải đạt đến bậc thánh thì mình mới trấn. Còn nếu mà giống tụi con tu bình thường là coi như là thiền quán thì không có làm được gì hết rồi, phải không sư? Còn nếu mà thiền định thì chỉ trấn áp được trong lúc con ngồi thiền. Con không biết con hiểu vậy có đúng không bạch sư? Và con xin dâng mít lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì hồi nãy là chúng ta học thì trong cái chi định á, là cái tâm của mình lúc đó nó định
trên cái đối tượng. À, cho nên nó tạm thời nó kềm chế cái tâm mình suy nghĩ. À, thì cái này gọi là tạm thời thôi. À, cứ bằng giống như là đá đè cỏ. À, thì lúc mà chúng ta tu tập đó, thì khi mà đạt đến cái tâm định đó, thì nó tạm thời nó đè nén. Nhưng mà nếu mà chúng ta trở lại thời bình nhật, sinh hoạt hàng ngày đó, thì những cái phiền não này nó vẫn tấn công, những cái tà tư duy nó vẫn sanh khởi như thường. Còn nếu một vị hành giả mà tu thiền tuệ đó, thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái bất thiện pháp này bằng cái gì? Bằng cái chánh kiến. À, cái chánh kiến, chánh tư duy. Chúng ta thấy, mặc dù lúc đó chúng ta nhìn đối tượng, nhưng mà chúng ta không nhìn trên cái tục đế, không có nhìn trên cái chế định. À, chúng ta không phân biệt người nam, người nữ, đẹp, xấu, à, thích, không thích gì đó. Đó. Chúng ta nhìn ở gì? Nhìn bằng cái thực tánh, thực tướng của nó là gì? Danh và sắc. À, đó. Khi mà chúng ta nhìn bằng rõ ràng bằng cái thực tướng của nó là gì? Danh sắc, à, ngũ quẩn, nó là những cái sự kết hợp mà thôi. Thì nếu mà nó có sự kết hợp thì gì? Nó luôn luôn nó sanh diệt, rồi nó gì? Nó là vật bất tịnh. À, nó là cái sự tổng hợp nhân duyên. Thì bây giờ nó tổng hợp rồi, đến một lúc nào đó nó cũng rã tan. À, đó, thành ra khi mà chúng ta thấy như vậy đó, chúng ta thấy qua cái thực tánh, thực tướng của nó rồi đó, thì làm sao mà chúng ta khởi lên những cái tà tư duy, à, dục tầm, sân tầm, hại tầm được. Thấy không? Đó, thành ra đó, khi mà chúng ta tu tập cái thiền tuệ đó, thì chúng ta sẽ vượt qua các bất thiện bằng cái gì? Bằng cái chánh kiến, chánh tư duy. Nhưng mà những cái chánh kiến, chánh tư duy này nó còn phàm. À, à, để nó ngăn chặn thôi. Còn muốn đạt tới đạo quả thì phải tám cái chi đạo nó phát triển đầy đủ. À, chánh kiến, chánh tư duy. À, còn á, chúng ta mới tu tập thì cái chánh kiến, chánh tư duy này nó non yếu, nó chưa đủ sức đâu, nhưng mà tạm thời nó đè nén thôi. À, cho đến khi nào mà chánh kiến, chánh tư duy cùng sáu chi đạo này nó phát triển đầy đủ, nó trở thành một cái động lực mạnh mẽ, à, một cái mãnh lực đủ sức để xuyên phá, để chặt đứt, à, các cái thần thúc, các cái dây trói buộc, à, thì lúc đó là đạt đến đạo quả. À, thì lúc đó chúng ta mới chặt đứt hoàn toàn được phiền não. Còn bây giờ đó, à, qua cái suy tư chân chánh, à, qua cái sự hiểu biết, qua mình cái trí văn mình học hỏi, bây giờ cái trí tư của mình á, để tạm thời nó kềm chế, à, nó vượt qua. Nhưng mà coi chừng, à, mình chưa đạt đến đạo quả thì có khi á, nó quật ngã mình lúc nào không biết. À, à, thành ra chúng ta phải cẩn trọng trong cái vấn đề đó. À, chứ mình đừng thấy bữa nay tao vượt qua mày rồi, à, bắt đầu mình mà dễ vui, à, tự đắc thì sao? Nó búng mình một phát rồi mình văng mười mấy do tuần luôn. Rồi lòm còm đứng dậy tu tập tiếp nữa. À, nhớ là chúng ta hãy luôn luôn có cái sự kiểm soát, chánh niệm, tỉnh giác. À, thì chúng ta sẽ vượt qua được phiền não. À, chứ không phải hồi nào mình ngồi xếp bằng lưng thẳng, đặt niệm trước mặt thì mình ráng mình tu. Còn hả, bắt đầu mà xả ra rồi thì mình buông lung. À, mình để cái tâm nó vọng động, nó chạy, nó phóng túng lung tung thì coi chừng. À, à, thành ra đó,
Có cái vị thiền sư nói là phải, chúng ta phải cẩn trọng đối với phiền não. Nó có mặt ở khắp mọi nơi mọi lúc. Nếu mà trong một giây phút mà mình dễ vui, mình buông rung là nó sẽ tấn công mình ngay. Thì chúng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nguyên Như, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú, dạ con xin tri ân Ngài đã có câu trả lời cho Nguyên Như và Đạo Tràng. Dạ Nguyên Như kính mời bàn tay của chị Nhung, của anh Giang, của anh Tính Pháp, của Chiếc Lá Mùa Xuân, của cô Phúc Hạnh, của sư Pháp Trang và toàn thể chư vị, của Quanh Phan nữa nè. Xin mời chư vị nha. Của chị Hà nữa. Con thấy mọi người trong đây là ai cũng rất là xuất sắc đó bạch sư. Con chỉ xung phong lên thôi, chứ mọi người đều có câu hỏi trong tâm rồi mà sao không ai trả hỏi vậy ta. Anh Giang ơi, mời anh Giang đi đó. Anh Giang còn nói ai nữa? Nếu mà đạo tràng không... có Ca Vinh nè. Sa thú Ca Vinh nha. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Đàm Bà, Nam mô Sằng Thầy, Giá con kính lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, con kính lễ quý sư, con kính lễ kính chào đạo tràng. Dạ kính thưa sư, trước đây thì con có cái thắc mắc là muốn con muốn tăng bồi, con muốn bỏ làm tăng bồi cái sự tàm quý ở trong con để mà ngăn ngừa những pháp bất thiện đó sư. Thì con có sự suy nghĩ như vậy và muốn tìm cách để mà làm cho tăng bồi cái tàm quý. Và dạo này thì con mới nhận khám phá ra là nhờ cái chánh niệm nhìn thấy được những pháp bất thiện khởi sanh, và từ đó nhận thấy được cái nhân đã tạo và quả đang hiện bày là cái pháp bất thiện. Thì từ đó mới sợ hãi, và từ đó cũng nhận thấy được là cái nếu mà mình chọn khi pháp bất thiện khởi lên thì cái react của mình như thế nào về cái đó, cái sự xin hỏi đạo tràng, react nói tiếng Việt là như thế nào vậy, react của mình về cái pháp bất thiện khởi lên á, thì cho nó sẽ cho mình một cái nhân để mà phản ứng. Dạ đúng rồi, dạ xin cảm ơn. Khi mà cái pháp bất thiện khởi lên thì cái nhìn thấy được cái phản ứng của mình thì biết được cái phản ứng thì nó sẽ cho cái nhân, cho cái quả, cho là tạo nhân, đang tạo nhân thiện hay bất thiện, và sau đó mình sẽ hưởng lại cái quả thiện hay bất thiện. Sau đó qua khía cạnh đó thì mới sợ hãi cái sự sợ hãi cái sự tạo nhân bất thiện, và từ đó nó làm cho nó vung bồi lên cái con thấy được nó làm cho sự nó vung bồi lên cái tàm cái quý ở trong con. Vậy xin sư cho biết cái đó có đúng không, và có cách nào khác ngoài cái nhìn qua cái khía cạnh nhân quả đó thì nó cho mình cho hành giả được vung bồi cái tàm và cái quý à? Dạ. Kính chân sư. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mà giá, Nam mô Sằng Ga giá. Kính lễ chư tôn đức và kính chào tất cả quý vị. Thì khi mà chúng ta muốn phát triển cái tàm quý thì lúc đầu chúng ta phải học, rồi chúng ta phải suy tư, rạch ròi rõ ràng giữa hai cái thiện và bất thiện. Chúng ta thấy đúng như ở trong trong kinh nói, tức là mà nếu mà bất thiện là chắc chắn sẽ đem đến hậu quả khổ đau,
à, nếu là thiện thì chắc chắn sẽ đem đến quả an vui. Nên chúng ta không còn lấn cấn hoài nghi về cái vấn đề này, à, nó rõ ràng rồi, à, thì lúc đó chúng ta mới có sự cố gắng nỗ lực, à, tránh xa ghê sợ các cái ác bất thiện pháp. À, thì ở trong kinh ấy, à, nói giống như là bây giờ cái người đó họ họ đi ở Việt Nam thì quý vị thấy ở thôn quê đó, người ta hay đi có cái nôm, có cái nôm rồi người ta đi theo đi xuống ruộng hay là những cái sông rạch đó, người ta bắt cá bắt đồ đó. Thì cái khi cái người này đặt cái nôm xuống nghe quậy rột 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 ở trong trong cái nôm đó, thì người ta hoan hỉ lắm, ta mừng lắm, à, ta nghĩ là bữa nay bắt được con cá lớn rồi, à, đó. Nhưng mà khi mà thò tay vô, khi mà thò tay vô mà nắm, à, nhà nắm thấy nó dài dài tưởng con lươn, à, cũng mừng nha, à, thấy dài dài tưởng con lươn nhưng mà khi mà đưa lên đó, thì thấy là con rắn. À, thì khi mà gặp thấy con rắn rồi thì là sao? Mình có sự sợ hãi, kinh sợ con rắn mà nó đớp cho một phát là có nước là đi bệnh viện, còn thôi là đi vô nhà xác. Không? Thì lúc đó là phải sao? Phải giục con, ném con rắn vào thiệt xa. À, quăng nó ra thiệt xa để tránh sự tai hại. À, thì đó đó. Chúng ta phải có cái thái độ đó. Khi mà chúng ta hiểu biết được cái bất thiện, à, nó có thể gây tổn hại đến ngay trong đời sống này và những kiếp sống sau nữa, à, chúng ta kinh tởm ghê sợ nó như là cái con rắn thì chúng ta phải giục ra liền, à, để chúng ta vượt thoát ra. À, thì những cái vị hành giả lúc đầu á, khi mà chúng ta tu tập cũng vậy, ai cũng thấy ngao ngán với cái đời sống khổ đau rồi, ai cũng muốn vượt thoát ra đạt đến cái sự an vui, à, cho nên á, ai cũng muốn vượt thoát ra, nhưng mà sao mình chưa đủ, à, các pháp độ mình tạo trữ chưa đủ nè, cái trí tuệ, cái pháp độ ba la mật của trí tuệ mình cũng chưa đủ, cho nên sao mình biết như vậy nhưng mà chưa đủ năng lực, thành ra bây giờ mình phải cố gắng, à, mình dung bồi, à, các cái pháp độ của mình, à, bây giờ mình ráng cố gắng nỗ lực mình tu, à, chứ phải mà nếu mà tu mà đắc đạo liền đó nha thì chắc không còn ai mà ở thế gian rồi đó, không? Nhưng mà sao tu hoài mà không thấy đắc gì hết, chán nản, à, mới đầu là tinh tấn dữ lắm, tinh tấn quyết liệt, nhưng mà được chừng thời gian rồi cái đầu cái thấy không có tiến bộ gì hết, trời đất ơi, gì đâu mà ngồi, gì đâu mà không thấy gì hết, mà nó đau, nó tê, nó nhức gần chết, à, chứ an lạc gì đâu đó, rồi cái bắt đầu chán nản. À, nó là cái gì? Nó là truyền cái, nó ngăn che, à, nó ngăn che cái sự nỗ lực tiến bộ của mình. Tại sao? Nó làm cho mình lùi sục, mình hoài nghi, à, trời ơi, trong kinh Đức Phật nói ngồi á, tu tập 7 ngày đắc đạo, mà sao tôi tu tập là 7 năm rồi mà chưa thấy gì hết. Đó, thành ra nó làm cho mình hoài nghi về cái lời dạy của Đức Phật, hoài nghi về cái pháp hành mà Đức Phật dạy. À, mà chúng ta phải biết Đức Phật nói 7 ngày là với những chúng sanh á là tạo trữ các pháp độ đầy đủ. À, còn mình á, tại vì mình ngồi 7 năm rồi mình chưa đắc, mình chưa có đầy đủ các cái pháp độ, thì bây giờ mình ráng cố gắng đi, à, mình tiếp tục mình tạo đi, khi nào đủ thì không cần tới 7 ngày, à, chỉ cần nghe một câu là đắc đạo liền,
giống như ông Ba Hí Giá là đúng, giống như cái vị Sa Di mà ấy đó, chỉ cần cạo tóc xong ổng không cần nghe nữa, ổng chỉ cần quan sát cái bất tịnh của tóc lông móng răng da đó mà ổng đắc quả A La Hán nha, thấy không? Thành ra đó chúng ta phải có cái niềm tin, cái niềm tin của chúng ta phải vững chắc vào tâm bảo, rồi chúng ta phải cố gắng phát triển tàm quý. Mặc dù tàm quý bây giờ cũng là phàm nhân, chưa có đủ, nhưng mà nó cũng là cái sự hỗ trợ. Giống như bây giờ cái người mà non yếu quá, bị tai nạn gì đó, bây giờ cần phải có hai cái nạn, không? Cần phải có hai cái nạn để mà nó phụ, nó chống đỡ cái người này mới đi được đó. Thì bây giờ mình cũng vậy, mình sử dụng những cái này để làm cái công cụ hỗ trợ cho mình trong cái việc mà học và thực hành giáo pháp. Thì mỗi cái pháp á, nó có một cái sự hỗ trợ để chúng ta thực hành. Cho nên á, là chúng ta phải có cái niềm tin, mặc dù bây giờ cái niềm tin của mình á, chưa phải là bất động như bậc thánh, nhưng mà ít ra đó mình phải có một cái niềm tin mạnh mẽ, rồi để phát triển cái trí tuệ này, rồi tàm quý và các cái thiện pháp để có đủ sức để đối trị với các bất thiện, đối trị với phiền não. Thì cũng xin giải đáp cái câu hỏi của Cận Sự Nam, và chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, con xin kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi cho Kevin và Đạo Tràng. Dạ, bây giờ con xin mời bàn tay của việc kế tiếp. Mình còn 25 phút nữa để vấn đạo với Chư Tăng. Xin các vị, quý vị đừng có bỏ qua cái cơ hội này nha quý vị. Dạ, trong thời gian con thấy, dạ, Nguyên Như đã thấy anh Thính Pháp đưa bàn tay xinh đẹp. Dạ, Nguyên Như kính xin kính mời anh ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Thầy. Con kính chào, con kính lễ trước ông Đức Tăng, quý bà cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, hàng ngày chúng con được tu học trong bên như kỳ viên hay là những cái room khác đó sư, chúng con có thọ trì tăng viên ngũ giới và chúng con cũng ráng thọ trì giữ giới được thanh tịnh trong mỗi ngày đó sư. Như vậy thì cái lúc mà hành giả mà tu tập giữ giới được cho thanh tịnh đó sư, cái công năng nó có giúp ích gì trong lúc hành thiền, nó có phòng hộ hay là làm cho tâm được an lạc, hay là cái công năng của cái giới đức mà mình giữ được trong sạch nó sẽ có thể tăng trưởng thêm cái phương pháp hành thiền, nó giúp ích gì trong việc hành thiền không? Sư giảng dùm cho con vấn đề này, và mô Phật con sẽ xuống bếp ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Ca giá. Kính lễ chư tôn đức, kính chào tất cả quý vị trong đạo tràng. Thì ba cái chi phần về giới, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì cái này là trước khi mà chúng ta hành thiền chúng ta phải giữ rồi. Rồi khi mà quý vị mà bắt đầu mà thiền tập đó thì đâu, mình phải thọ trì, hay là thường thường ở các trường thiền mỗi ngày thì người ta nhắc lại. Xin cáo lỗi quý vị vài phút nha.
Nam Mô Bích Tha Dạ. Dạ con đánh lễ, con kính đánh lễ quý sư và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con kính mời đạo tràng chờ trong giây phút ạ. Đại sư Thanh Tâm ạ. Dạ con thấy bàn tay của sư. Dạ con kính nhân bích lại cho sư ạ. Sa thú. Dạ, xin quý vị quan hỷ, tại vì bữa nay cũng tình cờ có mấy người Phật tử họ đi công việc thuận tiện rồi họ muốn ghé viếng chỗ của sư đó. Họ đang hỏi cách thức để đi vô cái tỉnh thất thiện hữu. Quý vị thông cảm. Thì khi mà chúng ta ngồi thiền đó, cái ba cái giới phần này đó, nó cũng là một cái sự hỗ trợ, nó là một cái nền tảng để giúp cho cái tâm của chúng ta an tịnh. Hiểu gì biết rằng trong đời sống khi mà mình còn là phạm nhân, có đôi lúc là chúng ta phạm giới mà lúc đó mình vì mình chưa có học, mình không hiểu biết, mình phạm giới. Có khi những cái trạo hối này, cái ăn năn nó sanh khởi lên, làm cho mình trở ngại trong cái bước đường tu tập. Tại vì khi mà cái trạo hối nó sanh khởi lên thì nó làm cho cái tâm mình dao động, không thể nào mà định tâm ở trên cái đề mục, cái đối tượng được. Cho nên là cái giới phần này nè, là chúng ta phải thực hành trước khi mà mình ngồi thiền. Thế còn bắt đầu mà chúng ta ngồi thiền rồi đó, chúng ta thiền tọa đi kinh hành rồi đó, thì mình đâu làm gì đâu mà phạm giới, phải không? Đó. Cho nên là chúng ta phải gìn giữ cái giới là trước khi mình thực tập. Rồi chúng ta phải luôn luôn xem xét, chúng ta phải học hỏi để mình hiểu biết đầy đủ các cái chi phần của mỗi cái giới. Để gì? Mình không có cái sự hoài nghi, băn khoăn, không biết mình có phạm giới không? Khi mà mình hiểu biết được đầy đủ những cái chi phần của giới sát sanh, giới trộm cắp, giới tà dâm, giới nói dối, giới uống rượu gì đó, thì khi đó mình biết mình có phạm giới, thì mình sám hối. Sám hối để gì? Để từ nay sau mình không có lâm dấp, mình không có phạm vào cái điều đó nữa. Và đó thì cái lợi ích của cái giới nó là cái nền tảng. Thì cũng có trường hợp một cái vị tỳ kheo đó, cái vị này đó quán sát về cái giới của mình từ lúc mà mình xuất gia đến giờ đó, là cái giới mình nó tốt đẹp, trọn vẹn, không có bị đứt, không có bị bể dụng. Thì với cái tâm mà hoan hỷ về cái giới của mình, làm cho cái tâm vị này định và đạt đến thánh đạo thánh quả, thấy không? Thành ra đó, cái giới nó cũng là một cái yếu tố căn bản. Thành ra nếu mà ở Tích Lan á, thì các ngài có dùng cái hình tượng giống như cái xây cái bảo tháp, thì cái nền tảng của cái bảo tháp là giới. Năm cái giới căn bản là năm cái bậc cấp. Rồi ở trên á, ở trên là định, định rồi phát triển lên cái bảo tháp là có 8 tầng, và ở trên là cái đỉnh nhọn là thứ 9, tức là tượng trưng cho 4 đạo 4 quả. Cho nên là chúng ta muốn phát triển được định tuệ thì phải có giới một cách căn bản tốt đẹp. Thì hôm nay thì cũng bất ngờ có mấy Phật tử viếng thăm, người ta cũng sắp tới rồi, tôi xin phép là rời room sớm một chút. Cầu mong tất cả chư tôn đức pháp thể căn ngang, và kính chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui và nỗ lực tu tập để tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai.
cầu mong chư thiên quan hỷ phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bố Tha Giá. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con Nguyên Trang, và một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã từ bi hoàn hiện dành thời gian quý báu của mình để vào đạo tràng và cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Dạ, con một lần nữa con kính tri ân sư rất là nhiều ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con không biết sư Thanh Tâm có trước máy không ạ? Dạ, dạ con kính chào thầy kinh. Dạ, con không biết sư Thanh Tâm có trước máy không? Dạ, kính sư cho con xin tín hiệu ạ. Dạ, sư Thanh Tâm có nghe được âm thanh của con không sư? Rồi, chắc sư... Để trong đây coi, con coi còn... Dạ, con kính... Dạ, không biết là sư Pháp Trang có trước... Không biết là sư Pháp Trang có trước máy không ạ? Dạ, con kính... kính thỉnh sư. Dạ, con không biết sư Thanh Tâm có trước máy không sư? Bây giờ mình còn khoảng 15 phút nữa, sư có thể cầm mic cho chúng con thiền không sư? Nam mô Bố Tha Giá. Dạ, bây giờ rồi, thầy kinh cũng chạy luôn rồi. Mọi người ơi, sư Pháp Trang, sư Nguyên Thông, sư Nguyên Thông, Nguyên Trang cũng không thấy luôn. Bây giờ sư đang bận việc. Dạ, hành thiền. Hành thiền. Dạ, bây giờ sư Thanh Tâm không có trước máy để mình có thể hành thiền. Không biết là đạo tràng có ý kiến gì không ạ? Dạ, hành thiền mà bây giờ không có sư. Anh Mỹ có ý kiến gì không Mỹ? Dạ, không biết đạo tràng có ý kiến gì không ạ? Cho con xin ý kiến đi ạ. Dạ, Nguyên Trang ạ. Dạ, con sư nghe âm thanh. Dạ, con kính mời sư Pháp Trang ạ. Dạ, sư nghe âm thanh của con sư. Dạ, con kính giao mic lại cho sư Pháp Trang. Dạ. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ, dạ, con không biết sư Pháp Trang có nghe được âm thanh không ạ? Dạ. Con kính thỉnh bàn tay của sư Pháp Trang. Dạ. Dạ, mọi người có thấy bàn tay của sư không? Chắc bị rớt mic thì rồi. Dạ, sư Pháp Trang không biết được nghe được âm thanh của con không nếu mà. À, sư đang ngoài không nói được, chưa thấy. Dạ, thôi bây giờ nếu mà như vậy đó thì mình sư Tâm kìa. Ồ, sa thú bàn tay của sư Tâm. Dạ, con kính dâng mít lại cho sư à. Dạ, mô Phật. Một lần nữa con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đạo tràng. Rất là hay, mình học thận cần và trừ cần. Thì thưa quý vị, ngoài cái sự bố thí, thọ trì tam quy và ngũ giới,
rồi hành thiền, thiền định, thiền quán, đó là những pháp thiện mà người tu cần phải, cần phải thận cần, phải phải thường xuyên tu tập, chứ không phiền não lúc nào nó cũng phủ mình hết quý vị. Nó giống như bèo á, bèo trên mặt nước, bèo cám á, nó lúc nào nó cũng phủ đầy mặt hồ á, nó dày gì đó. Những người mà ta nói, người ta vớt cái bèo và người ta cho vịt ăn á, mình để rổ cho mình vớt lên cái nó hở ra chút xíu nước, cái khoảng trống chút xíu à, vừa vớt lên xong là bèo nó phủ lại liền à. Thì tâm của chúng sanh cũng vậy đó, phiền não lúc nào nó cũng bao phủ mình hết á, tham sân si, ba cái tam độc này rất là dễ sợ. Cho nên cái chuyện tu tập phải cần có cái sự liên tục, liên tục bố thí, thọ tam quy ngũ giới, rồi tụng kinh niệm Phật và hành thiền, hành thiền định, thiền quán liên tục ha. Quý vị nhớ trong cái thiền quán nó có thiền định nó rỗng. Mặc dù sau 6 năm khổ hạnh, Đức Phật tu thiền định, Ngài đắc định đó, Ngài có đắc định, có thần thông đó, nhưng Ngài nói đây không phải là chân lý, đây không phải là mục đích mà Ngài muốn tìm. Cái mục đích mà Ngài muốn tìm đó là chân lý tứ diệu đế. Thì bát chánh đạo, tứ niệm xứ là con đường đưa đến đạo quả, đó là giác ngộ chân lý tứ diệu đế. Hôm nay mời quý vị hành tứ niệm xứ một tí nha. Hành tứ niệm xứ đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Nói tới niệm thân thì Đức Phật dạy nó có nhiều phần. Ví dụ như năm điều quán tưởng, quán về 32 thể trược, rồi quán về bất tịnh, thân bất tịnh, rồi quán về hơi thở, và tứ oai nghi. Tứ oai nghi là đi đứng nằm ngồi, lúc nào mình cũng quán, quán thấy nó là vô thường, khổ, vô ngã. Thì bây giờ mình bắt đầu từ cái quán hơi thở. 16 cái pháp quán hơi thở, cái bốn đầu tiên á, cái đầu tiên á là rất là căn bản. Đó là hít vào biết mình hít vào, thở ra biết mình thở ra, là hai phải không? Hít vô dài biết dài, thở ra dài biết thở ra dài. Ở đây dùng chữ biết nha, hay là có chỗ dùng là tuệ tri, có chỗ là thấy ra, thấy biết. Rồi cái thứ hai á, là an tịnh tâm hành, ta thở vô an tịnh tâm hành, thở ra. Đó thì bốn cái hơi thở đầu tiên này á, là rất là căn bản. Bây giờ mời quý vị trở về với hơi thở. Thứ nhất là mình thấy cái tư thế của mình, đứng ngồi hay nằm, rồi cái mình đưa tâm mình về hơi thở, giống như con bướm bướm mà nó bay đến cái hoa vậy đó, hướng tâm tới cái hoa. Thì ở đây mình hướng tâm mình về cái thân này, rồi thấy cái thân nó thở, hít thở thư giãn, hít thở thư giãn, ghi nhận hay biết từng hơi thở, thấy nó vô thường, thấy nó khổ, thấy nó vô ngã, và buông xả. Cái vấn đề là buông xả. Khi hành giả thấy tâm của mình, tâm thiện hay tâm bất thiện, hành giả thấy biết ghi nhận đó, thấy nó vô thường, khổ, vô ngã và buông xả. Rồi mời quý vị thực tập 5 phút. Thở.
Hành giả hãy tinh tấn chánh niệm, tỉnh giác và buông xả hết, thở thư giãn. Hành giả thấy thân an tịnh thân hành, thở vô an tịnh thân hành, thở ra. Hành giả thấy biết cảm thọ đau khổ, thọ hỷ, thọ xả, thấy nó vô thường, vô ngã, trở về với hơi thở. Khi hành giả có chánh niệm, hành giả thấy biết thân tâm là vô thường, thân tâm là khổ, thân tâm là vô ngã. Hành giả hãy buông xả, hãy từ bi hỷ xả, hít thở.
Dạ, mô Phật, kính thưa quý vị, sau khi cái giờ mình ngồi thiền á, rồi hành giả rải tâm từ hoặc là hành giả niệm Phật 5-10 lần ha. Bây giờ mời quý vị rải tâm từ. Quý vị nhớ khi mình rải tâm từ á, thứ nhất là mình phải thương mình. Phải thương những phần trên cơ thể mình. Ví dụ mình nghĩ tới con mắt, mình phải thương con mắt, mình phải take care nó, săn sóc nó. Tại vì con mắt nó giúp cho mình thấy, nếu mình còn thấy á, là mình còn an vui, hạnh phúc, phải không? Nếu mình nghĩ tới trái tim, mình thấy trái tim mình nó còn đập, nó còn giúp cho mình sự sống, thấy nó màu nhiệm, mình phải săn sóc nó. Từng phần trong cơ thể, mình còn khỏe mạnh phần nào là mình hạnh phúc. Chứ có nhiều người bất hạnh, mất cái này, mất phần này, mất phần kia. Rồi, hành giả rải tâm từ. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Khi nghĩ, khi nhớ, khi thấy, thấy chúng sanh, nhớ tới chúng sanh, thì mình niệm nguyện cho chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho chúng sanh được an vui thanh tịnh. Mình hướng cái từ bi hỷ xả đến với họ ha. Rồi nguyện cho tôi được thành tựu đầy đủ. Nguyện cho tôi được thành tựu đầy đủ. Nguyện cho tôi được thành tựu đầy đủ. Ý nói là phải thiện ha, phải có bố thí, phải có tam quy ngũ giới, phải có tụng kinh niệm Phật hành thiền ha. Nguyện cho tôi được thành tựu đầy đủ, thành tựu đạo quả. Nguyện cho chúng sanh được thành tựu đầy đủ, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho chúng sanh được thành tựu đầy đủ, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu đầy đủ, hãy cho được sự an vui. Khi mình rải tâm từ thì tâm mình nó quân bình trở lại, nó giúp cho mình buông xả những cái phiền não, và mình được an vui, được có hỷ lạc định. Dạ, mô Phật, bây giờ là 9:32 rồi, sư thấy hết giờ. Mời thỉnh tỳ kheo Pháp Trang phúc chúc cho đạo tràng, được không ạ? Như sư không có trước máy ha, sư Nguyên Thông cũng không thấy. Rồi bây giờ sư xin thay mặt chư tôn đức tăng phúc chúc cho đạo tràng. Sappi tiyo vivacchantu sapparogo vinasatu mate bhava tuantarayo sukhi diga yukho bhava apivadana silesanicchan buddha bacchayino chattaro dhamma vatthanti ayuvanno sukhang phalang bhava tu sappa mangalang rakhan tu sappa devata sappa buddha nuva vena sada sotthi bhavantu te bhava tu sappa mangalang rakhan tu sappa devata sappa dhamma nuva vena sada sotthi bhavantu te bhava tu sappa mangalang rakhan tu sappa devata sappa sangha nuva vena sada sotthi bhavantu te. Người có trí là người hay thí thọ, thí lực, thí sắc đẹp, thí trí tuệ. Người có trí là người hay thấy sự an vui thì hằng được sự an vui. Người tinh tấn, thí thọ, thí lực, thí sắc đẹp, thí trí tuệ. Người ấy khi tái sanh trong cõi nào đều được trường thọ và sang cả. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh. Cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi. Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người. Cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, trí tuệ hằng thêm đến người, là người năng nhân mình lễ bái cũng dường đến tam bảo. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, mô Phật, kính chúc quý vị được an vui, thanh tịnh. Bây giờ mời Nguyên Trang hay Nguyên Dư hồi hướng phước báo này đến cho chư thiên nha. Dạ.
Sa thú, sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng chúng con và cho chúng con một thời kỳ ngắn ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Ya devata sanviti harawasini tube kare puti kare tahin tahin ta thamma dahane na pavantu puchita sotin karote thawi haramandale thare chamacca na waka chavin kawo saharamika dana pati upasaka gama cha desa ni gama cha insara sampana puta sukhita pavantu te chala puja ye picha anda sampawa sampe dachata atawo papatika niyani kam thamma warang patichate sampe pidukha sakarun tu sankhayang thatu chirang sattang thammo thammatthara cha pungkala sang kho ho tu samang go wa adintha charitha yatcha. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm trong ngày vị lai. Và sau đây con xin theo mặt đạo tràng kính tri ân quý sư đã đến với đạo tràng và cho chúng con bài pháp ngày hôm nay. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân quý sư và con kính cảm ơn đạo quý cô chú đạo hữu đã đến với đạo tràng sinh hoạt trong ngày hôm nay. Và con kính mong quý cô chú đạo hữu trở lại rừng vào ngày mai vào lúc 9 giờ giờ Hoa Phóng. Ngày mai sẽ là ngày thứ tư, là ngày học trong nhóm. Dạ, dạ con xin thay mặt đạo tràng và một lần nữa kính cảm ơn tất cả quý cô chú. Dạ, và con kính chúc mọi người có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con xin tạm biệt và kính gặp lại quý cô chú vào ngày mai vào lúc 9 giờ. Dạ con xin xuống hết ạ. Nam mô Bụt Tha Giá.